แบงค์อย่างตาก็หล่อเนี่ยนะแล้วในแล้วก็ตำก็khoảng ba mấy con ký chục con ký nè nặng lắm ăn luôn đấy. Đây ống này dù ống xả tràn là cái ví dụ nước đây mình xả tràn nè. Dạ. Dẫn cho ăn bình thường. Nè, ghé nước thôi. Không cần nhiều, cái xe hồ lên. Em mới gạt về. Nhấc lên. Bữa nay nhật không đi là nó thắt bộ nó sai lầm luôn. Này có tầm hơn 40 con ký nè. 40 con. Dạ. Yeah. Này nè. Mình còn bự bự này nãy bỏ vô không có ra. Là vừa đó. Dạ. Yeah. Thì từ khi trứng nó ra tới đây là cũng cỡ 4 tháng rồi. Yeah. 4 tháng. 4 tháng là có lớn. Thế nào? Rồi thế nào? Thế nó gì mà? Dạ dạ. Có gì mình đâu có gì đâu mà nghe là ai nói đừng thực tế nó gì được à. Mình đi mình thấy chứ tận mắt rồi bây giờ mình nuôi. Lên đường về nhà mới ở.